Xin chào mọi người, mình là Quỳnh và hiện tại thì Quỳnh đang phát live trên trang bay Quỳnh Tây chuyên hàng Thái cao cấp với hai số điện thoại hotline là 02871065888 và 0888117888. Để đặt mua hàng nhanh nhất và để được tư vấn nhiều hơn thì tốt nhất là các bạn nên gọi đến hai số hotline này nhé. Quỳnh có chia sẻ rất là nhiều lần về cái cách để mà cải thiện được bộ ngực sau sinh rồi. Thì bữa giờ có chị em nào đã làm theo cái cách này chưa? Nếu mà chưa hiểu rõ về cái giai đoạn nào, về cái phương pháp nào, hay là cái cách sử dụng như thế nào để đạt được hiệu quả cao, thì các bạn có thể là đặt câu hỏi ở đây. Quỳnh sẽ tư vấn nhiều hơn để giúp các bạn sớm có được một bộ ngực to tròn căng được như ưng ý. Quỳnh thì đã sinh một bé rồi, nhưng mà mình chỉ cho bé bú có 3 tháng thôi. Chính vì vậy ngực của Quỳnh thì nói chung là nó không có hư tổn nhiều. Sẽ có những chị là cho bé bú rất là lâu, cho bé bú là 1 năm, 2 năm hoặc là sử dụng máy hút sữa. Có chị thì bây giờ là tuổi tác cũng đã cao rồi, sinh em bé đã một thời gian dài, ngực đã hư tổn rất là dài, rất là lâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới tìm kiếm một cái phương pháp để cải thiện nó, thì chắc chắn luôn là thời gian sử dụng nó phải kéo dài hơn là thời gian của Quỳnh. Nên là các chị em đừng có so sánh là tại sao Quỳnh sử dụng 4 liệu trình, Quỳnh sử dụng 6 tháng, Quỳnh có được một bộ ngực to căng tròn như thế này. Còn chị cũng đã dùng 4 năm liệu trình mà tại sao chị không to được giống như Quỳnh, thì thật ra đó là do cơ địa ngực mỗi người khác nhau, với lại là do cái quá trình mà mình sinh nở mức độ hư tổn khác nhau. Nên có thể là em sử dụng 4 liệu trình, chị có thể là sử dụng khoảng 5, 6 hoặc 7 liệu trình là khác nhau. Cũng có những người á sinh nở rồi nhưng mà không cho bé bú một chút xíu nào luôn, hoặc là lúc mà có bầu á, ngực cũng không có quá nhiều sữa, không có hư tổn ngực nhiều, thì họ chỉ cần sử dụng 3 liệu trình là ngực của họ đã đẹp rồi. Nên cái này là khác nhau, không ai giống ai cả. Nên mọi người đừng có so sánh thời gian, mà mình phải quan trọng là cái bộ ngực của mình như thế nào. Bây giờ thì Quỳnh sẽ hướng dẫn lại cách sử dụng đây. Mọi người lưu ý nha, ở cái bước nào mà mọi người không biết thì cứ đặt cái câu hỏi ở đây để Quỳnh tư vấn thêm nha. Lúc mà Quỳnh sinh em bé xong thì Quỳnh bắt đầu là sử dụng tìm kiếm những cái sản phẩm nở ngực. Ở trong đó thì Quỳnh có dùng cái thời gian đó, trong khoảng thời gian đó Quỳnh dùng rất nhiều loại, từ có của Mỹ, của Pháp, của Thái, mình cũng dùng vài loại rồi. Cuối cùng là quyết định là gọi là do một cô bạn tác động. Cô bạn của mình là sống bên Thái đó, thì cô đó nói là xài cái bộ này đi, bộ này bên Thái là rất là nổi tiếng, nằm trong top được yêu thích tại Thái, và bản thân cô cũng đã dùng rồi và cô thấy rất là tốt, rất là hài lòng, kêu Quỳnh là xài thử đi, rất là ok. Thì Quỳnh có nhờ cô đó là mua về giùm mấy cái bộ này cho Quỳnh, và Quỳnh dùng một liệu trình đầu, Quỳnh không thấy gì hết, là Quỳnh rất nản. Cái này là Quỳnh nói thật, nếu mà bạn nào từng xài rồi hoặc là chưa xài, Quỳnh cũng nói luôn là chắc chắn liệu trình đầu các bạn sẽ khó thể nào mà thấy được cái sự thay đổi rõ rệt. Tại vì ngực mình đang hư tổn thì nó cần phải có một cái quá trình, đó là quá trình tái tạo ngực, chữa lành những cái hư tổn ngực sau sinh. Thì giai đoạn đầu không thấy gì đâu, lúc đó là Quỳnh cũng hơi bắt đầu thấy thất vọng, Quỳnh muốn đổi qua cái khác rồi. Cái xong cô bạn của mình mới thuyết phục mình là ráng xài đi, ok lắm. Thì Quỳnh xài tiếp nữa, qua liệu trình thứ hai, thật sự là chỉ thấy là mờ được cái vết rạn ngực thôi. Rồi cái nhũ hoa có sáng màu lên một tí xíu, nhưng mà vẫn không thấy là nó to ngực hay săn ngực. Rất là nản, nhưng mà lỡ mua rồi, mua 5-6 liệu trình. Đó, lúc đó là Quỳnh mua 5 liệu trình. Lỡ mua rồi bây giờ mình ráng mình xài cho hết, chứ còn nếu mà không thì rất là uổng phí. Nên là ráng xài đến liệu trình thứ ba thì mình thấy là nó có tăng lên rồi. Liệu trình bắt đầu đến liệu trình thứ tư, kết thúc 4 liệu trình là ngực của mình tăng được lên 10 cm và kéo dài là 6 tháng. Lưu ý một điều, đó là cái kem này thì Quỳnh xài là một cái loại kem này Quỳnh xài tới 1,5 tháng lận, nên là 6 tháng thì Quỳnh chỉ có 4 liệu trình là 4 loại kem này thôi. Nhưng về cái viên uống thì một loại này chỉ có 30 viên, nên một loại này Quỳnh dùng 1 tháng và 6 tháng thì Quỳnh phải sử dụng 6 lọ tay nha. Còn cái kem này thì xài rất là lâu hết. Có những khách nhà Quỳnh thì xài một lọ kem này 2 tháng, 3 tháng luôn. Đó là phụ thuộc vào cái bầu ngực. Tại vì bầu ngực mình nhỏ thì mình bôi ít kem thì nó rất là lâu hết. Còn có những chị bầu ngực to sẵn rồi mà ngực xệ thì phải sử dụng nhiều kem hơn để massage ngực, thì nó sẽ nhanh hết kem hơn nha. Cách sử dụng cái kem này đó là sáng và tối lấy một lượng kem nhỏ thôi. Quỳnh ví dụ như lấy một lượng kem nhỏ tầm chừng này đi, tầm chừng này thôi là cũng đủ rồi. Nếu mà bạn nào bầu ngực nhỏ quá, lép quá thì ít hơn cũng được. Bôi đều lên bầu ngực. Ở đây Quỳnh sẽ bôi lên tay để test thử cho mọi người coi. Quỳnh chấm lên đây, và sau đó thì chúng ta sẽ massage theo chuyển động tròn. Đây, Quỳnh sẽ massage theo chuyển động tròn quanh cái bầu ngực.
vừa massage vừa nhấn vào những điểm giữa rãnh ngực để kích thích tuyến ngực phát triển. Đối với bên này nha, Quỳnh sẽ massage chuyển động tròn như thế này, thì vừa massage tròn vừa nhấn vào được những cái điểm giữa rãnh ngực luôn. Đối với bên trái này thì Quỳnh sẽ massage theo cái chiều đi vào như thế này, thì lúc đó mình vừa massage tròn mình vừa nhấn vào những điểm giữa rãnh ngực được luôn đó nha. Đó, mình cứ massage xoay tròn, massage đến khi nào mà cái kem nó thẩm thấu hết, mình thấy là cái tay mình nó, cái ngực của mình đó, nó khô ráo hoàn toàn, nghĩ là ok. Đây, massage tròn rồi, vuốt từ dưới này, vuốt nâng lên để nâng cơ ngực lên, chống chảy xệ. Vuốt từ nách, vuốt vào để tạo một cái khe ngực nó khít sát hơn. Những cái bước rất là đơn giản thôi, 3 bước thôi, nhưng đổi lại là các bạn sẽ có được một bộ ngực rất là đẹp. Nếu mà sau khi mà ngực to đẹp rồi, các bạn có thể ngưng sử dụng kem, cũng không hề bị teo nhỏ ngực trở lại. Rồi cái kem còn thừa thì mình hay dùng làm kem dưỡng ẩm, tại vì cái này thành phần của nó là nhân sâm, dầu hạt nhân và cây nho leo, thì không phải là nó bôi vào chỗ nào nó to chỗ đó, mà nó tác động vào cái mô ngực, cái tuyến vú thôi. Thì khi mà các bạn bôi vào ngực thì nó tác động vào để làm cho ngực to. Sau khi mà các bạn sử dụng mà còn dư kem thì thành phần nhân dầu hạnh nhân trong đó đó là nó nuôi dưỡng ẩm rất cao, nên là Quỳnh dùng nó để làm một cái loại lotion dưỡng ẩm da, không sao cả, không sợ là to cái tay lên đâu nha. Đây, mình rất là thích, bôi lên nó dưỡng ẩm, mịn da, mướt da mà còn căng bóng da nữa. Trong quá trình mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này thì chế độ dinh dưỡng là cái mà các bạn không nên thiếu. Tại vì nếu mà các bạn ăn uống thiếu chất dinh dưỡng quá đi thì cái ngực nó cũng không thể nào tái tạo và tích nhiều mô mỡ được. 90% cái bộ ngực của chúng ta là nhờ cái mô mỡ nó chiếm cái diện tích đó. Thì nhờ như vậy nó mới to. Ngực ai càng to nghĩa là mô mỡ ở ngực càng nhiều. Ngực các bạn nhỏ thì có nghĩa là mô mỡ không có luôn. Nên là nếu mà các bạn muốn hình thành cái mô mỡ nhanh và nhiều thì các bạn nên ăn uống đầy đủ những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho ngực. Mình ví dụ như là từ collagen chân gà, từ mầm đậu nành và từ các loại bột ngũ cốc, hoặc các bạn có thể là hấp trứng gà với lại sữa đặc để mà ăn mỗi ngày cũng rất là tốt, hoặc là canh đu đủ xanh, thì nó sẽ giúp bộ ngực của các bạn tái tạo mô ngực và giúp cho ngực ngày càng to hơn. Nếu mà ai bận rộn đi làm nè, không có thời gian mà ngày nào cũng chuẩn bị những cái món ăn đó, thì các bạn mua cái viên uống này. Đây là viên uống giúp cho nở ngực và giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Những chị em nào đang có cái dấu hiệu là tóc khô sơ gãy rụt, da khô sạm, khô âm đạo, nhất là cái khô âm đạo, mất cảm hứng khi gần gũi với chồng, thì đó là đang là thiếu hụt nội tiết tố nữ. Hoặc là phụ nữ lớn tuổi, thời kỳ mãn kinh thì cũng hay thường bị thiếu hụt nội tiết tố nữ, hoặc là thời kỳ tiền mãn kinh cũng vậy, có một số trường hợp bị như vậy sẽ hay bị là đau đầu hoặc là bị khó ngủ, thì đó là dấu hiệu của thiếu hụt nội tiết tố nữ, thì cần phải sử dụng cái viên uống này để giúp cân bằng. Nhà bạn nào mà có người lớn, có mẹ đó bị thiếu hụt canxi, cần phải uống viên canxi bổ sung, phải coi lại là có thiếu hụt nội tiết tố nữ hay không. Nếu như mà đang bị thiếu hụt nội tiết tố nữ, dù có bổ sung canxi nhiều cách mấy nó cũng không hấp thu được, coi như bằng thừa. Mình phải bổ sung đồng thời cả nội tiết tố nữ và cả viên canxi thì canxi nó mới hấp thu được. Cái này là Quỳnh tình cờ xem được trên TV, và buổi tối thì cái đài mình không nhớ, nhưng mà cái này là mình có coi được trên TV đàng hoàng, chứ không phải mình tự nghĩ ra để mà lăng xê cái viên uống này đâu nha. Bạn nào mà còn cảm thấy nghi ngờ thì có thể là lên trên mạng search những cái thông tin về nội tiết tố nữ, rồi nếu mà bị những vấn đề đó thì mua viên uống này. Viên này là của bệnh viện Danh Hy sản xuất nên rất là an toàn, được bảo hành sức khỏe từ A đến Z. Nếu sử dụng gặp những vấn đề gì về sức khỏe sẽ được lo toàn bộ chi phí đến Danh Hy, đến Thái Lan để khám chữa bệnh luôn. Mình hiện tại đang là nhà phân phối độc quyền những sản phẩm của Danh Hy tại Việt Nam, nên là Danh Hy chắc chắn sẽ bảo hành cho khách của mình, yên tâm khi sử dụng nha. Lọ này được bán trong quầy thuốc của bệnh viện. Hiện tại thì Quỳnh thấy là có rất là nhiều shop bán hàng giả mạo, họ bán 100-200 ngàn thôi. Riêng bên Quỳnh lọ này 500 ngàn, nhưng mà không phải giá này do Quỳnh đưa ra, mà giá của bệnh viện đưa ra, nên là các bạn cứ yên tâm. Và cái lọ kem này 480 ngàn đồng một lọ. Hãy là người tiêu dùng thông minh, biết chọn mặt gửi vàng, biết lựa chọn những shop uy tín để mua sản phẩm, tránh tình trạng tiền mất tật mang nha. Mình thấy cái tình trạng người Việt Nam mình là hay kiểu bị ham rẻ, cứ đi mua những cái shop nào mà rẻ thôi, mà thật ra là không có nghĩ đến cái việc là chất lượng. Một sản phẩm tốt, giá trị nó gọi như là về những cái sản phẩm, về những cái nguyên liệu có giá trị cao, những cái nguyên liệu quý thì không bao giờ có giá quá rẻ cả. Các bạn có nghĩ cái lọ kem này có thành phần nhân sâm thì làm sao mà giá 100-200 ngàn một lọ được, đúng không các bạn?
Và cái viên uống này, một lọ là 30 viên, giá 500.000 đồng. Thì trong này nó sẽ có chiết xuất từ chân gà, từ collagen chân gà, từ mầm đậu nành với lại bột ngũ cốc. Tính ra một viên thì chưa tới 20.000. Mà các bạn cứ thử nghĩ một ngày các bạn uống 2 ly sữa đậu nành thì giá cũng phải từ 15-20.000 rồi. Thì cái viên uống này nó cái thành phần của nó nhiều hơn 2 cái ly sữa đậu nành, mà cái giá tiền của nó lại rẻ hơn cái ly sữa đậu nành. Thì làm sao mà các bạn nghĩ là ra ngoài mua một lọ thuốc này 1-200 mà nó có nguyên liệu quý trong này được. Nên các bạn hãy tỉnh táo một chút xíu, hãy biết suy luận một chút xíu để tránh cái tình trạng là tiền mất tật mang. Cái này thì buổi tối trước khi đi ngủ uống một viên nha. Quỳnh còn có thêm một loại nữa rất là hay. Đây, đó là cái cà phê nở trắng da hồng da. Cái này thì vừa mới xuất hiện trên thị trường Thái Lan thôi. Mình thì hay cập nhật những cái xu hướng mới lắm, nên là các bạn cứ yên tâm. Khoa học ngày càng tiến bộ thì người ta sẽ tìm kiếm ra những cái phương thức mới để giúp chúng ta làm đẹp, và nó có hiệu quả cao. Ở đây thì cái cà phê này Quỳnh test thử 2 tuần, Quỳnh thấy là ngực của Quỳnh tăng được 1,7cm. Đây, nguyên nhân khổng lồ như vậy là cũng góp phần của cái này nữa. Quỳnh test 2 tuần thôi, không dám test lâu. Tại vì lúc đó là nó tăng 1,7cm là nhìn đã to hơn rồi. Bây giờ đã ở mức là 91,7 rồi. Khi mà Quỳnh lâu lâu mà Quỳnh bị béo lên, nó lại càng to nữa. Thì bị chồng thì thường mấy ông đàn ông thì thích phụ nữ ngực to, mà bây giờ to quá thì chồng mình cũng không chịu, cũng không thích, cứ cản hoài, cứ kêu là vợ đừng có lén lén uống cái sản phẩm nở ngực nữa nha, to lắm rồi, xài nữa thì nó to quá, cảm giác là không có cân đối. Tại vì cái người của mình thì nó không có cao, 1m6 thôi, nên là bạn nào mà 1m6 đổ lại thì ngực tầm 85, 87, 90 là to, còn nếu mà trên 1m6 thì các bạn có thể là cỡ 90, 92, chứ đừng có tham quá. Mình thì không phải mình tham đâu, mà tại vì mình cũng muốn test những cái sản phẩm mới để giới thiệu cho khách, nên là lâu lâu cứ sử dụng, thế là nó lại càng ngày càng khủng lên. Cà phê này nếu mà các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thấy là da các bạn sáng lên, hồng lên và nở ngực. Quỳnh dùng thử 2 tuần thôi, Quỳnh thấy da hồng lắm. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà từ bao công mà muốn thành bạch tuyết thì các bạn nên lựa chọn viên uống trắng da. Còn nếu mà cái này thì theo Quỳnh được biết là hàm lượng nở ngực của nó rất là cao, rất là nhiều, nhưng cái hàm lượng trắng da nó lại không nhiều, nên không thể nào mà bao công thành bạch tuyết nhanh chóng được. Sẽ có thể là đen thành trắng, nhưng mà phải là một quá trình dài ơi là dài, sợ các bạn không đủ kiên trì. Nếu mà bạn nào mà muốn đen thành trắng nhanh cấp tốc thì Quỳnh có cái viên uống trắng da cấp tốc, lát nữa Quỳnh sẽ chia sẻ giới thiệu cho mọi người. Bây giờ thì nói về nở ngực trước ha. Rồi, cái này thì 30 gói là dùng được 1 tháng, giá 1.000.000 đồng. Bạn nào muốn hiệu quả nhanh, một ngày 2 gói cũng được, không sao cả. Cứ 30 gói là 1.000.000 đồng. Cà phê, mỗi ngày pha một gói này với lại nước sôi hoặc nước ấm. Thích uống lạnh thì cho thêm đá thôi. Và đây cũng là một ly cà phê sữa giải khát thơm ngon. Quỳnh thấy là nó không chứa chất béo, không chứa đường. Chính vì vậy nở ngực, trắng da, hồng da, nhưng mà không có sợ là tăng cân hay sợ nổi mụn đâu. Càng sử dụng càng thấy thích nha. Rồi, trong suốt quá trình các bạn sử dụng, nếu mà các bạn cảm thấy có những vấn đề nào thắc mắc hoặc là chưa hiểu rõ thì cứ đặt cái câu hỏi ở đây, hoặc là gọi điện thoại cho Quỳnh, số là 02871065888 hoặc 0888117888 nhé. Mình sẽ tư vấn từ A đến Z tất tần tật những cái gì mà Quỳnh biết. Yên tâm là cái gì mình biết thì mình mới nói, còn mình không biết thì mình không bao giờ dám tự ý trả lời để mà lăn xê cái sản phẩm của mình đâu. Lưu ý là trong 3 sản phẩm này thì chỉ có kem là dùng được cho phụ nữ đang cho bé bú thôi. Và trước khi mà các bạn cho bé bú, các bạn phải lau sạch kem hoặc tắm sạch kem. Còn cái dạng đường uống thì các bạn nên để ngưng cho bé bú thì hẳn sử dụng, thì nó sẽ ok hơn nha. Đối với trường hợp mà đang cho bé bú mà bây giờ thích nở cải thiện ngực quá đi, dùng cái kem này không mà không có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì nó cũng không đạt được cái hiệu quả cao. Thì các bạn có thể là các bạn mua cái bột ngũ cốc dinh dưỡng tự rang xay. Ở đây thì Quỳnh cũng có luôn, đó là cái hộp bột ngũ cốc là chiết xuất từ 5 loại đậu, 5 loại hạt, bắp kê, ý dĩ, rong biển, hạt sen, rồi đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ. Nói chung là rất là nhiều loại bột ngũ cốc ở trong đó. Thì 600.000 một hộp thôi, giúp cho nở ngực, bổ sung dinh dưỡng nở ngực cho mẹ, lợi sữa, mát sữa cho bé, hỗ trợ giảm cân đối với phụ nữ sau sinh. Đó, cái đó thì rất ok, chỉ có 600.000. Và cái đó là cái dạng chiết xuất thiên nhiên, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng, dùng được cho tất cả mọi đối tượng, cả trẻ em luôn. Ví dụ trẻ em mà bị suy dinh dưỡng, các bạn muốn bổ sung thêm ngũ cốc để mà tăng cân thì pha với đường, với sữa cho trẻ em uống sau bữa ăn 30 phút. Còn nếu mà phụ nữ mà muốn hỗ trợ giảm cân
thì không pha đường, không pha sữa, uống trước bữa ăn 30 phút thì nó làm các bạn no ngang, các bạn sẽ không ăn được nhiều, thì hỗ trợ giảm cân luôn nha. Rồi, ok, bây giờ thì Quỳnh sẽ kết thúc live stream đây và mình sẽ tư vấn tiếp theo tới cái trắng da, mình làm một cái clip khác, một cái live stream khác để cho các bạn dễ dàng tham khảo hơn nha. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.